Cảm ơn quý vị đang theo dõi và thưởng thức chương trình Tác giả và tác phẩm số 1. Nhạc sĩ sáng tác muốn giới thiệu tác phẩm của mình và Mạnh Thượng Quân bảo trợ xin gửi về email về LTX và tác giả gmail.com. Và thưa quý vị, phần 3, chỉ còn 3 nhạc phẩm nữa thôi được Hạ Đỏ Biết Phượng sáng tác vài tháng nay. Như chúng ta biết, vào ngày 24 tháng 2, lịch sử ghi dấu một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Cả thế giới đều cảm thấy bất bình trước cảnh Nga tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Mỗi ngày thì chúng ta đều đau lòng khi thấy hình ảnh di tản, chồng vợ xa cách, phụ nữ, người già, trẻ em đi lánh nạn, đường phố bay khói súng, xe tăng, xác người nằm la liệt hoặc bị vùi chôn tập thể. Tất cả những sự kinh hoàng trong chiến tranh đều mang lại cho mọi người sự sợ hãi và đau khổ, nhất là người Việt chúng ta đã từng đi qua những ngày tháng chiến tranh đau thương. Rất tiếc là chiến tranh đang xảy ra, dù ở phương xa nhưng cũng gây nhiều thương cảm. Sao vậy ra chiến tranh? Em không muốn chiến tranh, không cần biết ai đúng sai. Xin hãy ngưng chiến tranh cho muôn dân yên lành, và xin cho em thơ không xa mẹ, xa cha. Đừng gây ra chiến tranh, đừng gieo thêm mầm hủy diệt cho con người. Và dòng cảm xúc của nhạc sĩ Hạ Đỏ Biết Phượng về chiến tranh lại được ghi xuống dường như là câu hỏi của tác giả trong bài nhạc, cũng chính là sự thật về những ẩn số mà chưa có câu giải đáp. Một lần nữa, ca sĩ Bích Vân và ca sĩ Anh Tuấn trở lại mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chiến tranh buồn. Thank you.
chiến tranh, chỉ là ranh giới mong manh giữa sự sống và chết. Xin hãy ngừng chiến tranh cho muôn dân yên lành, và xin cho em thơ không xa mẹ xa cha. Đừng gây ra chiến tranh, đừng gieo thế mầm hủy diệt cho con người. Đừng gây ra chiến tranh, đừng gieo thế mầm hủy diệt cho con người. Và thưa quý vị, cảm giác khi nghĩ về chiến tranh, khi sống trong chiến tranh quá nặng nề, phải không thưa quý vị? Bây giờ thì Tránh Vy xin giới thiệu một nhạc phẩm trữ tình. Đây là dòng nhạc của nhạc sĩ nổi danh Từ Công Phụng. Anh chị nhạc sĩ Từ Công Phụng cũng rất yêu thương và quý mến nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng. Và năm ngoái thì khi biết Hạ Đỏ Bích Phượng bị bệnh, anh chị nhạc sĩ Từ Công Phụng cũng ghé thăm. Và nhạc sĩ Từ Công Phụng đã viết một dòng nhạc tặng cho Hạ Đỏ Bích Phượng, viết lời để làm kỷ niệm. Nhìn anh chị thì thấy rất là hạnh phúc. Và nhìn ông anh tuổi đã cao, tóc pha xương mà vẫn còn đam mê sáng tác, nên Hạ Đỏ Bích Phượng viết những lời tha thiết dùm tác giả. Lạc dòng mình anh ngỡ bóng trên đường, giọt xương thời gian trên tóc phai màu, tình ca ngày xưa thấm sâu vào cõi lòng anh, lấp đầy tình yêu kiếp này yêu người. Và Chánh Vi xin mời quý vị một lần nữa thưởng thức giọng hát mượt mà ru ngủ của ca sĩ Đồng Lan Lạ Lướt cho nhạc phẩm Yêu Người, nhạc Từ Công Phụng, lời Hạ Đỏ Bích Phượng. Chân ai rơi mãi vô tận, vì sao mùa thu lá bay vàng ướt tình ta, mắt buồn sâu loáng khắp trời vẫn vương. Lạc dòng mình em ngã giọt sương thời gian trên tóc phai màu, tình ca ngày xưa thắm sâu vào cõi lòng em, lấp đầy tình yêu kiếp này yêu người. Em yêu người một đời không sao nói hết lời, yêu đêm qua tới đây mà hôm nay đã được có mặt ở đây để hát tặng tất cả quý vị trên
giai điệu rất du dương say đắm của nhạc sĩ Tự Công Phụng và lời hát của một người đàn bà yêu rất nhiều Hạ Đào Bình. Và lan hát bằng cả trái tim này, và ghi đăng 5 giờ sáng, lan hát bằng cả giấc mơ. Mời quý vị cùng. Dòng mình em ngã bóng trên đường, giọt sương thời gian trên tóc phai màu. Tình cả ngày xưa thắm sâu vào cõi lòng em, lấp đầy tình yêu kia này yêu. Bài nhạc cuối cùng chúng tôi xin dành tiếng hát hôm nay như một lời cầu xin mới cho tình yêu, cho con người và cuộc sống, nhất là dành cho những người bất hạnh phương xa đang ăn ngủ không yên vì bom đạn, vô tình trong chiến tranh khắc nghiệt. Cầu xin tiếng súng ngưng vang dội, cầu xin chiến tuyến đừng phơi thây, bàn tay hãy níu sâu hy vọng, tìm nhau trong khói dáng mây ngàn. Lạy trời cho mưa xuống, xóa tan những tham vọng. Mọi người chỉ mong sống một đời không chiến tranh. Xin mời ca sĩ Vasa, Bích Vân, Anh Tuấn và Đoàn Phi gửi tâm tình bài nhạc này theo gió bay và tâm hồn mọi người ở đây và đến tận bên trời xa với lời cầu xin số 2, mong sớm có hòa bình. Thank you.
bấy nhiêu sầu hy vọng, tìm nhau trong khói giăng mây ngàn. Lạy trời cho mưa xuống, xua tan những tham vọng. Mọi người chỉ mong sống một đời không chiến Ngày hôm nay là một cái chương trình đầu tiên nói về chương trình tác giả và tác phẩm. Và Trang Vy cũng rất là cảm ơn quý khán thính giả đã nghe và ủng hộ rất là nhiều. Với cái tinh thần đó thì các anh em nghệ sĩ sẽ mỗi ngày sẽ có tốt đẹp hơn. Và riêng thì Trang Vy cũng rất là cảm ơn ban nhạc và riêng nhạc sĩ Hạ Đỏ Biết Phượng, cô đã mang những cái dòng nhạc đến đây để cho quý vị có thể thưởng thức những cái tâm hồn sâu lắng của nhạc sĩ. Phải nói là trong cái dòng nhạc của Hạ Đỏ Biết Phượng, Trang Vy thấy rằng là trong cái tâm hồn của chị nó có một cái sâu lắng gì đó của chính chị và cho đất nước. Nó có một cái âm hưởng buồn, buồn đến khi mà Trang Vy có khi đọc, mình cảm thấy mình đang nghẹn ngào trong cái lời nhạc của chị và trong những cái vần thơ của chị. Thưa quý vị, chúng ta cũng vẫn là cảm ơn tất cả các ca sĩ ngày hôm nay, phải nói là với một cái động lực nào đó mà ca sĩ nào hát cũng hay hết. Từ đầu đến đuôi, Trang Vy thấy rằng là chưa có chương trình nào giống như ngày hôm nay. Và chính vì như vậy, quý vị nhớ vào trong chương trình, quý vị cho một cái like, quý vị nhớ vào YouTube nha, cho một cái like và nhấn một cái chuông bên tay phải, cho một cái subscribe cho chương trình của Lung Tung Sèn. Thì xin mời tất cả các sĩ, ca sĩ cùng đồng ca một bài phải không ạ? Để cho chúng ta tạm biệt quý khán thính giả. Cứ nhảy thôi. Vâng. Dạ, xin ban nhạc Tango. Và thay mặt cho ban tổ chức Trang Vy xin một lần nữa cảm ơn tất cả sự yêu thương của quý vị và tất cả các ca sĩ ngày hôm nay, và riêng nhạc sĩ Hạ Đỏ Biết Phượng và ban nhạc Lung Tung Sèn. Và Trang Vy và ban tổ chức sẽ xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới với tác giả và tác phẩm đợt 2. Xin quý vị cùng theo dõi đón nghe. Thank you.
đến quê hương tôi sao xa vời, nơi có bà mẹ quê đông đưa nhịp vọng chiều tà. Nhân dịp xuân về, Trung tâm Giải phẫu Thẩm mỹ Garden Grove, ông bà bác sĩ Kim Lai cùng toàn thể nhân viên xin kính chúc người Việt trong nước Mỹ và trên toàn thế giới năm 2022 an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Trung tâm Giải phẫu Thẩm mỹ Garden Grove với sự tận tâm, bàn tay khéo léo và kinh nghiệm nhiều năm của bác sĩ Kim Lai sẽ tiếp tục giúp cho quý vị được mãi mãi trẻ đẹp, xinh tươi, rạng rỡ. Xin gọi tham khảo miễn phí 714-636-3388 hoặc 714-590-1949. Xin cảm ơn quý vị. Định nghĩa về người đàn ông thành công với bạn là gì? Biết chăm sóc bản thân, có gu thẩm mỹ, sự lịch lãm, giàu sang, hay tất cả những điều đó. Đối với tôi, một người đàn ông chỉ thật sự thành công khi có sức khỏe. Sức khỏe giúp tôi đạt được những đỉnh cao trong sự nghiệp và trong tình yêu. Find Japan Cordyceps Plus. Chăm sóc sức khỏe, chinh phục thành công. Chiến thuật gia và quân sư thuế Magda CPA xin loan báo tin vui tin vui. Chương trình chính phủ hỗ trợ tiền cho các doanh nghiệp đóng thuế lợi tức từ 7.500 đô trở lên hàng năm mà không phải trả lại. Hãy mau mau gọi số điện thoại 714-874-9999 để biết thêm chi tiết. Chương trình chính phủ hỗ trợ cho các doanh nghiệp đóng thuế từ 7.500 mỗi năm trở lên. Hãy mau mau gọi số điện thoại 714-874-9999 để biết thêm chi tiết chương trình hỗ trợ của chính phủ cho các doanh nghiệp đóng thuế từ 7.500 đô mỗi năm trở lên mà không phải hoàn lại. Văn phòng chiến thuật gia và quân sư thuế Magda CPA xin kính mời. Bạn có muốn trở thành tiên? Glutathione, đầy độc tố tái tạo tế bào đang bị hủy hoại, cân bằng máu huyết, nâng cao sức đề kháng, làm mẹ của cải thiện lão hóa. Với Glutathione, tôi tự tin với sức khỏe và sắc đẹp của tôi. Hãy gọi 714-316-9900, 714-316-9900 hoặc 951-768-2979, 951-768-2979. Kỹ nghệ tân tiến ngày nay mang lại nguồn nước sạch và dinh dưỡng đến mỗi gia đình. Titan Alkaline Water có thiết kế sang trọng, tiện lợi với khả năng tạo nguồn nước có tính kềm cao để uống, nấu ăn, tẩy rửa và nhiều chức năng khác. Titan Alkaline Water, nguồn nước cho sức khỏe. Tư vấn miễn phí và đặt mua xin gọi 866-676-9818. Titan Alkaline Water, sự lựa chọn nguồn nước sạch bổ dưỡng của gia đình Hoàng Thục Linh và Quốc Khanh. Cảm ơn quý vị yêu thích 9 CD của Hạ Đỏ Bích Phượng trong những năm qua như Love, True Love, L'Amour Sincère, Đến Vì Tình, Purple Love, Những Chân Tình, Giving Love, Tâm Tình và Lời Cầu Xin Trong Tình Yêu Thương. Để tiếp tục hành trình âm nhạc và đáp lại lòng yêu thương của quý vị, Hạ Đỏ Bích Phượng xin trân trọng giới thiệu USB và bộ CD mới Tình Em Tỏa Sáng trong tháng tới. Mọi chi tiết đặt mua CD hay ủng hộ bảo trợ xin gửi tin nhắn ở 714-293-1294, 293-1294. Hạ Đỏ Bích Phượng xin trân trọng kính mời. Lung Tung Sen thân chào quý khán giả. Để mang niềm vui tới như những món ăn tinh thần sảng khoái hàng ngày dành cho các bạn, Lung Tung Sen chúng tôi với tiêu chí vui là chính, vui thật vui là 10. Đang có các chương trình livestream Lung Tung Sen với các ca sĩ khách mời đặc biệt vào thứ ba hàng tuần lúc 7 giờ tối giờ Cali.
Chương trình Thâu Lai cùng LTX Band dành cho các bạn có đam mê ca hát và các dịch vụ hấp dẫn đang chờ đón các bạn. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham gia trở thành LTSer để download library nhạc hàng tháng của LTSer và theo dõi các hoạt động đặc biệt của Lung Tung Sen. Vui là chính, vui thật vui là 10. 1, 2, 3, vô!